Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em, và em là Cường Kê Thân. Và chúng ta đang có mặt với nhau ở trên kênh Cường Kê Thân Official. Và kênh này thì thời điểm hiện tại em chủ yếu là để review tất cả những sản phẩm mà em mua, những sản phẩm liên quan đến thể thao, giày, quần áo hoặc là một vài các cái sản phẩm điện tử. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đam mê của em trong thời điểm hiện tại, đó là đá bóng. Và chúng ta sẽ quay trở lại với một đôi giày đá bóng nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lên ngay với Superfly. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái phối màu khác với cả phối màu Kylian Mbappe hôm trước, thì chúng ta sẽ lên ngay với phối màu trắng đen. Và ngay bây giờ để khám phá sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ok, và với cái con giày này thì chúng ta sẽ có hộp. Đây, đây là cái con màu, đây là màu trắng đen này. Đây là một con Superfly 9 Academy TF. Đây là một cái dòng giày mà thời điểm hiện tại em thấy giá nó giảm rất là căng nhé. Thì chúng ta sẽ đến ngay với cả nhân vật hôm trước. Hôm trước thì em cũng lôi con này đi chơi được một hôm rồi, nhưng mà nó vẫn còn ngon lắm, vẫn còn mới đét luôn. Em quá nhiều giày rồi. Thì ngày hôm nay thì phối màu khác của nó sẽ vẫn là cái hộp như thế thôi. Chúng ta sẽ đến ngay với phối màu ngày hôm nay sẽ là phối màu trắng đen. À đúng rồi, đây là một cái phối màu rất là đẹp nhé. Đầu tiên này, cái hộp cắt tông của nó sẽ có một cái đường xé đây này, nhưng mà thực ra là mở ở dưới này cũng được. Vào ngay nhân vật chính thôi, hộp cắt tông bình theo kiểu bình thường. Con này thì đang được mua với giá rất rẻ nhé. Đây, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì em sẽ bỏ qua phần giấy gói để tất tặng kèm các kiểu nhé. Thì chúng ta sẽ đến ngay với nhân vật chính. Đây là con giày mà em rất là thích. Nó thích, tại sao em lại thích thì bây giờ chúng ta sẽ biết lý do ngay thôi. Đầu tiên là khi mà mua giày chính hãng ấy, thì chúng ta sẽ có một con giày với cái tag kiểu như thế này. Đây là tag của Nike. Bây giờ lấy một chiếc ra để review thôi. Phối màu của chúng ta ngày hôm nay sẽ là màu trắng, đỏ và đen. Thì toàn bộ cái phần chữ E này nó sẽ được làm bằng gọi là làm màu đỏ này, là màu đỏ và có một cái chữ E rất nổi ở đây. Nó sẽ có cái dòng E zoom, và con này đẹp nhất là cái đường smooth nai màu đen ở phần mũi này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói từ trên, từ dưới lên trên trước. Bộ đế của con này sẽ là bộ đế E zoom, và đây là một cái bộ đế được gọi là bộ đế huyền thoại, chạy rất sướng, rất êm. Nó vẫn sẽ có một cái phần ở bên giữa như nó có một phần giữa ở đế như thế này, với một cái logo và có một dòng chữ E ở đây được in dầm nổi ở trên. Với thiết kế theo kiểu tất cả các cái rãnh và tất cả những cái liên quan đến con giày là theo kiểu hình con thoi như này, thì nó sẽ giúp tăng cái độ bám dính ở trên sân, tức là kể cả là trời mưa anh em nếu mà đi đôi này vẫn rất là ngon nhé. Lý do tại sao em lại chọn con này, thứ nhất nhé, về mức giá đi. Mức giá con này thậm chí là có những cái deal mà nó còn rẻ hơn cả Vapo 15 Academy. Điểm thứ hai là em thích nhất ở con này, đó là cái phần cổ chun. Nó giúp cho cái việc là đôi chân của chúng ta sẽ được kiểu gọi là được cố định ấy, từ phần cổ. Và phần lưỡi gà này, một thứ mà Vapo 15 Academy nó không cho chúng ta có được điều đấy, đó là cái phần lưỡi gà rời. Thì con này là lưỡi gà liền nhé, lại được làm bằng vải dệt giống vải của dòng Vapo 15 Pro, và nó sẽ kéo dài từ phần cổ giày xuống phần này. Chúng ta sẽ không phải xin dây, và đặc biệt là khi mà thắt dây một lần thì đôi chân của chúng ta vẫn sẽ rất là chắc. Tiếp theo này, chúng ta sẽ nói về phần upper một chút. Upper này vẫn được phủ một lớp Nike skin nhé. Hôm trước thì em không thấy dòng chữ Nike skin ở trên cái dòng, trên cái con giày của Mbappe, nhưng mà trên cái phối màu này thì nó đã có cái logo Nike skin ở đây. Cái Nike skin ấy, nó là một cái lớp phủ ở trên đôi giày để khiến cho đôi giày có khả năng gọi là bám dính hơn, và nó sẽ giúp cho cái việc đỡ bóng bước một, sút, xia các kiểu, cảm giác với bóng ấy, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái phần vân ở trên này, và tất cả những cái phần viền xung quanh này được làm bằng da lộn hết. Vẫn sẽ là một cái dòng chữ Mercurial ở đằng sau đuôi như này, và phần đuôi này rất cong. Phần mũi con này rất là nhỏ, và đặc biệt ấy là đối với cả Nike, kể cả là dòng này Vapo 15 Academy hay là Vapo 15 Pro, thì nó đều có chung một đặc điểm, đấy là mũi nó rất là bé. Chính vì thế nó sẽ chỉ phù hợp với chân thon đấy nhá. Anh em chân bè có thể cố đi, nhưng mà phải lên một size thì mới đi được. Còn nếu không mà chu size, giống như kiểu em là em đi 39 tất cả các đôi, thì đôi này em cũng sẽ đi 39 thôi. Nếu mà đi chu size thì câu chuyện ở đây là
chúng ta sẽ phải đi đúng sai, và chân của chúng ta phải là mũi phải là nhỏ và thon nhé, không thì nó sẽ bị đau, một là ngón chân út, hai là ngón chân cái, nó bị đè lên nhau ấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với phần dây. Đây là phần dây bản mỏng và rất dẹt. Nói chung là đây là một phần dây mà nhìn rất là mỏng manh, nhưng mà được cái là nó rất là bền, và cái độ bền theo thời gian rất cao. Em đã trải nghiệm không biết bao nhiêu đôi giày của Nike rồi. Để nói về bọn này thì chắc là nói cả ngày cũng không hết được câu chuyện. Tiếp theo này chúng ta sẽ nhìn về cái gọi là độ hoàn thiện nhé. Đường kim mũi chỉ ở trên phần viền từ phần cổ này. Cổ giày cũng có phần đường viền chỉ, ở trên upper cũng có viền chỉ. Và cái viền chỉ này được hoàn thiện rất là tốt. Keo đế thì nó vẫn vậy thôi. Đối với cả Nike, đặc biệt là những cái con Nike đế TF mà dành cho sân cỏ nhân tạo này, thì cái bộ đế của nó với chất lượng keo rất là tốt. Thậm chí nhá, là có những cái con mà nó hỏng hết upper rồi, hỏng hết cổ rồi, thì phần bộ đế nó vẫn còn rất ngon. Đấy là một trong số những cái đặc điểm mà anh em sẽ không cần phải khâu đế nếu mà mua giày chính hãng. Giày pha ke thì nhiều khi là anh em sẽ phải khâu đế đấy. Con này thì thiết kế theo dạng thon, nhỏ. Chính vì thế nên là nó sẽ rất là phù hợp với những anh em nào mà chân nhỏ nhỏ một chút. Quay trở lại với câu chuyện là con này sẽ được phù hợp cho những đối tượng nào, thì lại tiếp tục là cái câu chuyện nó liên quan đến vị trí của em thôi. Chạy cánh được, tiền đạo cắm, và những cái vị trí mà cần phải có tốc độ thì con này nó sẽ phục vụ được cái nhu cầu đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến tiếp với cái phần lót nhé. Phần lót phía bên trong này nó sẽ tháo rời ra được, và nó sẽ có một cái phần lót được làm bằng xốp. Cái này là xốp mút thôi anh em ạ, nó cũng không quá đặc biệt đâu. Và cái phần logo được in ở trên này, nhưng mà logo này đá đến trận thứ hai là nó bắt đầu nó bong hết ra rồi. Ở phía bên trong của chúng ta thì chúng ta sẽ có thêm một phần khâu đế được hoàn thiện rất là tốt ở phía bên trong này. Con này sẽ là tem giấy, tức là cái tem rời hẳn so với cả ấy, chứ không phải là in hay là ép nhiệt lên. Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ đến ngay với phần mà nó khác biệt so với tất cả những đôi giày Vapor 15 Academy hay là Vapor 15 Pro, là con này cổ cao, mà nó sẽ có một cái phần được làm bằng vải dệt cổ chun ở trên này. Cái này thì nó có tác dụng gì? Thứ nhất nhé, giữ cố định chân thì nó là một cái tác dụng mà ai cũng biết rồi. Tuy nhiên rằng là nó sẽ có nhiều tác dụng hơn như thế rất nhiều nếu anh em đá sân cỏ nhân tạo, là cái phần cổ chun này khi mà chúng ta đi vào cộng với cả một cái phần kín đét đèn đẹp như thế này, thì nó sẽ có cái câu chuyện đấy là cao su nó không lọt vào, thì đấy cũng là một cái điểm cộng dành cho đôi này. Điểm trừ của đôi này là cái thời điểm đầu tiên ấy, khi mà đi đôi giày này thì sẽ phải phá form, đặc biệt là những ai mà chân kiểu bè vừa ấy, còn bè hẳn ra thì không đi được nhá. Bè vừa thì sẽ phải phá form, và cái đôi này nếu mà đi thời điểm đầu tiên 2-3 trận đầu tiên thì nó sẽ rất bị cứng chân ấy, tức là nó bị khó thuần giày hơn. Cái lớp upper này thì em có cảm giác là nó mỏng hơn cái upper của mấy con Academy một chút. Để anh em đợi em tí nhé, để em lấy mấy con Academy ra. Em chả biết em để đâu, em nhiều giày quá. Đâu xem nào, con này. À đây. Đây chúng ta sẽ so sánh với một con Academy với nhau, với một cái kiểu khoảng size giống như nhau. Bộ đế là hệt, giống hệt với nhau nhé. Nhưng mà con này thì cảm giác là upper của nó dày dặn hơn, và con này upper nó mỏng hơn. Về độ mềm, độ cứng thì em thấy là nó khá là giống nhau. Dây riết các thứ là giống nhau. Thiết kế họa tiết khác cũng là giống nhau luôn. Thay vì cái việc đấy là cổ chun thì con này nó là cổ kiểu cổ ngắn ấy. Thì chúng ta sẽ nhìn rõ được cái phần gọi là lót phía bên trong này. Lót phía bên trong này là chất liệu nó giống như chất liệu bằng nhung nha anh em nhé. Và phía bên trong này cũng là lót kiểu kiểu như vậy. Hai này không khác nhau là mấy về thiết kế, chỉ khác nhau đúng một cái duy nhất, đấy là phần cổ giày đó. Em thì em cảm giác như vậy, và độ nặng, độ nhẹ của con này thì là ngang nhau so với cả hai con cùng một size. Tiếp tục thì những cái đôi giày này em đi không biết bao nhiêu đôi giày và bao nhiêu cái phối màu của đôi giày này rồi, thì được một cái là đôi giày này nó rất là nhẹ nhá, xử lý bóng rất là tốt. Đặc biệt là khi mà ôm vào bàn chân như này thì nó còn cảm giác bóng còn thật hơn. Cái lớp vải dệt này thì nó cũng rất là bền nhé, và nó không bị bay rã theo thời gian đâu. Đôi này thì CR7 đi dòng Superfly rất là nhiều, và nó cũng là đại diện thương hiệu cho cái dòng này. Chính vì thế nên là em nghĩ là nó là một đôi giày rất chất lượng để cho anh em có thể cân nhắc. Có gì để nói không nhỉ? Đây,
bằng sai nhau. Bằng sai nhau thì chắc chắn là phải bằng nhau rồi đúng không? Em đang muốn tìm ra điểm khác biệt để gọi là để mà review cho anh em một cách cẩn thận và kỹ nhất. Nếu mà để lựa chọn giữa hai con này thì em nghĩ rằng là về cảm giác bóng là giống hệt nhau đấy. Khác nhau mỗi cái cổ chun thôi. Cái cổ chun thì đầu tiên nó sẽ bị bó chân. Đấy là đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý nhé. Vẫn là một cái smooth line ở bên này và một cái smooth line ở bên này. Được in rất là đẹp. Cái này là in nhiệt lên thôi. Và một chữ E ở phía bên này. Da thì là da tổng hợp. Da tổng hợp này thì nó sẽ không được có cảm giác thật chân giống da thật. Giống kiểu cái đôi Mizuno Moneria em đi ấy, là cái đôi đấy cảm giác chân rất là sướng. Nhưng mà mấy con này thì lại được cái là nó rất là bó form chân ấy. Bó form chân, thế nên là những anh em mà đi quen những cái đôi giày kiểu như này thì đi lại nó rất là dễ. Rất ngon nhá, để EU. Con này thì hiện tại là deal của nó chắc là tầm sắp xỉ 1 triệu, hơn triệu tí thôi. Có những nơi mà người ta bán kiểu những cái đợt flash sale giá khoảng 900 mấy. Quá rẻ cho một đôi giày quá xịn như thế này. Đó, anh em nhìn tổng quan nhé. Thì thực ra là cái điểm khác nhau duy nhất là phần cổ thôi. Còn lại tất cả ở dưới, từ phần dưới nếu mà cắt cổ ngắn thì nó không khác gì mấy con Academy. Ngoại trừ cái việc đấy là lưỡi gà của nó là lưỡi gà liền. Thế thôi ạ. Ok, và ngày hôm nay thì em đã trên tay nhanh đôi Superfly Academy màu phối màu trắng đỏ đen như này trên tay cho anh em. Nếu mà anh em muốn có và sở hữu cho mình một cái đôi giày này thì anh em có thể click vào link phía dưới nhé. Em sẽ tìm ra những cái link và những cái deal khác nhau dành cho con này để em cập nhật link ở phía bên dưới cho anh em nếu anh em muốn săn. Ok, thế thôi ạ. Bye bye tất cả mọi người nhé. Và hẹn gặp lại tất cả anh em vào những clip review lần sau. Em là Cường Kiên Thân. Xin chào và hẹn gặp lại.